chủ lớp này tiếp này chúng ta sẽ học cái bài đoạn tuyệt. Bài này buồn ha, mà rất nhiều bạn đang yêu cầu cũng như là yêu thích cái khúc này. Đây chúng ta học bài này, không là chơi ở rumba hoặc bolero gì cũng được các bạn. Tempo chúng ta chơi chậm tới 80 được rồi. Rồi. Tông thì Việt Nam hát bài này thì nam hát la ha, còn nữ thì nữ hát ra trong mi. Ok. Mình sẽ dẫn các bạn trên la thứ ha. Thì chú ý tông dành cho nam ha. Rồi. Tiếng cần thiết bên này thì các bạn cứ tranh sáo bầu guitar kèn sến gì đó này, cần thiết cho cái bên sến là được rồi. Ok, bây giờ tôi sẽ vào bài luôn, các bạn cứ nhìn trên màn hình nè, có nốt rồi. Bây giờ intro ha. Cái phần intro này các bạn có thể dùng một tiếng nào buồn buồn, tiếng đàn cò đàn nhị ha, đàn sến gì cũng được, làm sao cho nó nghe nó mùi được. Rồi rồi bây giờ thấy đàn bầu ha, như là mình lấy đàn bầu. Rồi các bạn nghe thử intro ha. Sến á, thì những cái tiếng á, thường thường các bạn phải biết cách sử dụng bend. Các bạn phải tập quen sử dụng bend nó mới ra được cái chất mùi mặn của nó. Rồi nếu mà các bạn không biết cách sử dụng bend, các bạn đàn tiếng cho dù cái tiếng nó hay, các bạn đàn nghe nó nghe cũng rất là thô. Cho nên là các bạn phải chú ý đàn muốn ra được cái cảm giác này nó mùi thì chúng ta phải biết cách sử dụng bend ha. Rồi bây giờ vô đoạn A luôn nè các bạn. Giờ đàn giờ đọc nốt cho các bạn luôn ha. Đồ giống như đoạn A luôn, nó khác cái câu cuối ha. Đồ mi la la mi la đồ mi la 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 mi mi đồ re mi đồ la mi mi si la son mi si la la đồ re mi si mi mi si re đồ la, khác câu cuối mi si re đồ. Rồi, làm lại cái đoạn B một lần nữa ha. Đồ mi la la mi la đồ mi la 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 mi mi đồ re mi đồ la mi si la son mi si B ha. Rồi vậy đoạn tới điệp khúc.
Xong chúng ta sẽ lặp lại cái phần đó nữa, nhưng mà chúng ta thay đổi cái nút, những nút cuối mà mì si thay đổi nút cuối đó là si si re son mì si re mi la, thay đổi nút cuối ha. Rồi làm lại, lặp lại nó là thay đổi phần cuối. Rồi làm lại cái điệp khúc. Các bạn cứ nhìn nốt trên màn hình rồi chúng ta sẽ và xem trên trên clip ở trên khán đài như thế nào đó, còn chú ý khoảng cách nốt và cái tiết tấu của nó ha, thì chúng ta sẽ dễ học hơn. Rồi. Điệp khúc sau điệp khúc là tới phần đoạn C, đoạn B, đoạn C với đoạn D. Đoạn C giống như đoạn A và đoạn D sẽ là giống như đoạn B. Chúng ta lặp lại thôi. Rồi, điểm hát thì cái quá quen thuộc rồi. Các bạn cứ lót câu những cái câu đơn giản ra. Ừ. Giống 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 câu là được rồi. Clip này sẽ mình cái phần điểm hát thì mình làm sơ sơ cho bạn nắm thôi. Còn cái việc mà thêm nó như thế nào, thắt nó như thế nào thì chúng ta đã học quá nhiều bài nhạc sớm rồi. Bây giờ chúng ta cũng làm giống như những cái bài hát đó thôi các bạn, chúng ta sẽ áp dụng vào thôi, không có gì mới cả. Rồi giờ thí dụ ha. Đồ mi la la, làm giống câu vậy thôi, lấy tiếng đàn bầu. Rồi. Đồ mi la la, la đồ mi. Qua điệp khúc lấy tiếng string bè đơn giản.
đã có một cái bài đoạn tiệc rồi, cái dàn tấu thì các bạn làm giống như intro ha, rồi sao mình rồi, rồi vậy thôi, đã hết hết bài rồi. Rồi chúng ta kết thúc clip tại đây ha, rồi chúc cái lớp thành công nha, bye bye cái lớp, chúc người sức khỏe, rồi là cái xem những clip tiếp theo, bye bye cái lớp.